Chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người bầu lọc rác của chậu rửa chén Euroline. Bầu này có kích thước là 140. Chúng ta có thể thấy là đây, tôi sẽ dùng thước để đo thử. Kích thước của bầu, đường kính của bầu này sẽ là 140. Đó. Và gen này nó là gen 47, ra là 46, 46 ly. Gen này thì phù hợp với tất cả các bộ xả của chậu rửa chén hiện có trên thị trường. Bây giờ chúng ta cùng xem về chi tiết. Trước tiên là lắp chụp. Chúng ta thấy lắp chụp của bầu, phía bên dưới là nhựa và bên hông là gioăng cao su. Chúng ta thấy gioăng cao su hai lớp khi đưa vào được hít rất là chặt và không bị rò rỉ nước. Chúng ta thấy mở ra cũng rất là khá là hít. Cái lắp này á, tác dụng của nó là tránh để nước chảy khi chúng ta xả nước để sử dụng. Và đây chúng ta thấy là đây là cái giỏ rác bên trong với một cái tay cầm. Chúng ta thấy tay cầm được làm từ trụ với các lỗ thoát đây. Đấy, chúng ta chỉ đặt xuống thôi. Đó. Và điều đặc biệt ở cái bầu lọc rác này, chúng ta thấy là phía bên trong của bầu đều được làm từ inox 304. Bên ngoài cũng được làm từ inox 304, rất là chắc chắn. Và đây là bát xoay, bát gắn dưới đáy chậu. Đây chúng ta có thể thấy là ren rất là sắc nét và dễ dàng lắp đặt cùng hai gioăng. Thì khi lắp đặt chúng ta lưu ý là phải để một gioăng ở phía bên trên mặt chậu. Khi chúng ta lắp vào rồi thì chúng ta mới bỏ thêm một gioăng cao su phía sau. Đó, và chúng ta vặn lại thôi. Đấy, khi chúng ta để gioăng như vậy thì mới tránh được sự rò rỉ của nước xuống đáy chậu. Nhiều khách không nắm được, vẫn hay comment là chậu của Euroline bị tươm nước, nhưng thực ra là chúng ta khi lắp đặt chúng ta không lắp đặt cái gioăng cao su này một cách chính xác, nó sẽ dẫn đến rỉ nước ở phía dưới. Thì về cái gen này, tôi có một cái đầu xả của chậu, của đầu xả của bộ xả đây, chúng ta cùng lắp thử xem như thế nào. Trước khi mà lắp á, thì chúng ta lưu ý là phải bỏ gioăng cao su vào đây và lắp đặt lại. Đây chúng ta thấy là việc lắp đặt rất là dễ dàng và chắc chắn. Đó, nhiều khách thì kêu là tụt ra, nhưng mà thực tế ra không thể là tụt được nếu chúng ta bị vặn, bị tuôn ra. Thì đó, chúng ta có thể thấy rất là chặt chẽ. Đó, không có chuyện mà tuôn ra được, bởi vì tất cả ren này đều sản xuất theo thông số quốc tế, thế nên là sẽ vừa với tất cả các loại bộ xả. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, ren rất là sắc. Đây là một bộ xả rất vệ sinh, bởi vì chúng ta có thể lau chùi rửa ráy ở phía bên trong một cách dễ dàng, không bị bám bẩn giống như các bộ xả bằng nhựa khác. Chúng ta hoàn toàn có thể rửa ráy vệ sinh định kỳ bên trong một cách dễ dàng, không có phức tạp. Một sản phẩm rất là hữu ích để thay thế các bộ lọc ở trong chậu rửa chén. Và chúng ta lưu ý là Euroline có hai loại, một loại với kích thước 140 và một loại có kích thước 110, đều sử dụng thay thế cho chậu và chất liệu và cấu tạo cũng giống nhau. Khi quý khách đặt sản phẩm này để thay thế cho chậu rửa chén nhà mình thì quý khách cần lưu ý về thông số đường kính của bộ bầu lọc này.
Nếu bầu lọc của chúng ta là 110 thì chúng ta nên lưu ý là phải mua đúng loại 110, và 140 thì chúng ta mua loại 140. Đấy, quý khách có thể thấy là sản phẩm rất là cứng cáp và chắc chắn, không giống như các sản phẩm khác. Không giống như các sản phẩm rẻ tiền ở trên thị trường, Euroline luôn luôn cung cấp những cái sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất cho khách hàng. Vì vậy quý khách hãy đưa ra những lựa chọn để mua được những sản phẩm chất lượng nhất với giá thành hợp lý nhất từ Euroline. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.